Nhận định soi kèo trực tiếp bóng đá Hà Nội với Hoàng Anh Gia Lai. 19 giờ ngày 17 tháng 7, khó cản bước nhà vô địch. Hoàng Anh Gia Lai đang sa sút sau chuỗi trận thất bại liên tiếp. Họ lại phải đối đầu với nhà đương kim vô địch Hà Nội ở vòng 16 V-League 2019. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu này. Link trực tiếp ở phần mô tả video. Đã 7 trận vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai không biết đến mùi chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức. Trong đó, họ thua đến 4, hòa 3 trận. Nếu chỉ tính riêng tại đấu trường V-League 2019, đoàn quân của huấn luyện viên Lee Tae-hoon đã trắng tay liền 3 trận, ghi được 1 bàn thắng và để lọt lưới tới 8 bàn. Đó là một sự sa sút thảm hại của Hoàng Anh Gia Lai nếu so với chính họ cách đây 2 tháng. Thời điểm ông Lee Tae-hoon mới nhận chức huấn luyện viên trưởng, ông lập tức đem lại luồng gió mới cho đội chủ sân Pleiku với chuỗi 4 trận bất bại và vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng, điều hiếm khi xảy ra trong vài năm gần đây. Thế nhưng mọi chuyện cứ tệ dần theo thời gian mà chẳng ai có thể giải thích nguyên nhân. Bắt đầu từ trận thua với tỷ số 1-2 trên sân Hòa Xuân của Đà Nẵng ngày 25 tháng 5, đến nay, Hoàng Anh Gia Lai chỉ giành thêm 1 điểm. Sau trận thua 0-3 trước Than Quảng Ninh ở vòng 15, Hoàng Anh Gia Lai đã tụt xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng. Áp lực tiếp tục đè nặng lên vai đội bóng phố núi ở vòng 16, khi họ phải đối đầu với nhà đương kim vô địch V-League 2019 trên sân hàng đấy. Đáng chú ý, Hà Nội vừa mất ngôi đầu bảng vào tay thành phố Hồ Chí Minh, khi để Sanna Khánh Hòa cầm hòa ngay trên sân nhà. Áp lực tiếp tục đè nặng lên vai đội bóng phố núi ở vòng 16, khi họ phải đối đầu với nhà đương kim vô địch V-League 2019 trên sân hàng đấy. Đáng chú ý, Hà Nội vừa mất ngôi đầu bảng vào tay thành phố Hồ Chí Minh, khi để Sanna Khánh Hòa cầm hòa ngay trên sân nhà. Thời điểm này, Hoàng Anh Gia Lai không được đánh giá cao, dù đội hình có những tuyển thủ như Văn Toàn, Tuấn Anh, Minh Vương, Xuân Trường, Triệu Việt Hưng. Xuân Trường chưa có được phong độ cao sau nửa mùa giải dự bị ở Thái Lan, Hồng Duy, Thanh Sơn chấn thương. Rất khó để Hoàng Anh Gia Lai có thể giành được điểm số ở vòng 16 trước Hà Nội. Cuộc đối đầu giữa Hà Nội với Hoàng Anh Gia Lai sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 17 tháng 7 trên sân hàng đấy. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.